Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn tất cả các bạn rút cái đồng token có ký hiệu là RAI. Token có ký hiệu là RLN các bạn. Sau khi mình cũng có video là dự án đăng ký nhận 560 token RAI tới 720 token RAI nha các bạn. Rồi để tham gia để rút được token RAI các bạn đăng nhập vào một cái trang web của nó các bạn. Đây thì min rút là 560 nha các bạn. 550, bạn nào có số dư đây 550 thì rút mới đủ số tôi cần rút các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái mục RAI của nó nè, rồi các bạn lướt các bạn, rồi các bạn bấm vào mục money. Money là các bạn mục này là mục tiếng Anh, nó là rút tiền các bạn. Rồi sau khi pha các bạn nhấp vào lại nha các bạn. 630 đây nè, các bạn nhấp vào mục money nè. Số tiền địa chỉ ví BTC phải các bạn, cho bạn chờ một chút nha các bạn. Đây thì giá của con này hiện tại của nó là rất là bèo các bạn, 0.0022 cho một token khá là bèo, nên mình hướng dẫn các bạn rút về các bạn. Rồi các bạn nhập xuống đây, số dư sử dụng của mình là có 630 token này, có thể rút hết về hết nha các bạn. Rồi các bạn mở cái token, mở cái giấy Chainlink qua. Bạn nào chưa biết tạo giấy Chainlink, mình có để một cái video hướng dẫn tạo giấy Chainlink cho tất cả các bạn nha. Rồi các bạn mở giấy Chainlink Pro của mình ra nè. Rồi các bạn nhấp vào mục TRX nha các bạn. Vâng, đây mình lấy giấy các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục Reset nè. Rồi các bạn copy cái địa chỉ cho các bạn. Rồi sau khi các bạn rút vậy nó tự động mã hóa về cái đồng tóc cần ra cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn trở về một cái ID, rồi các bạn nhập địa chỉ tôi cần đây nè các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ đây nha các bạn. Rồi trên đây thì nhắn thông chữ rút gì ví nào thì các bạn ghi vào đó các bạn. Các bạn ghi chữ Chainlink. Rồi các bạn ghi trên link nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút thêm nè. Rồi nó có gửi về cho bạn một cái mã code về email, các bạn nhấp vào mở mail ra nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn để bên tiếng Anh nha các bạn. Các bạn chuyển qua tiếng Việt nó bị lỗi á. Rồi tất cả các bạn copy cái mã code này nha các bạn. Các bạn sao chép đây nè. Rồi các bạn mở cái web hồi nãy lên nha tất cả các bạn. Đây mình hướng dẫn chậm chậm nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một enter code nè. Rồi các bạn bấm xác nhận. Chỉnh sửa thêm. Rồi như vậy là mình có tít màu xanh này các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái tít màu xanh nè. Rồi nha các bạn. Rồi các bạn nhập số tiền tốt cần gai của mình nha các bạn. Đây thì 500 630. Rồi tổng số là được 1,242 đô nè, phí 50 tốt cần gai nè. Rồi các bạn bấm gỡ nha các bạn. Rồi sau khi các bạn muốn gỡ nó về một cái mã code nữa các bạn. Các bạn mở cái email tiếp theo, các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi 0088. Rồi các bạn copy cái mã code này nha các bạn. Rồi các bạn sao chép đây nè. Rồi các bạn mở ra tóc cần rai nha các bạn. Rồi các bạn bắt mã code này vào các bạn. Bạn dán vào rồi bấm xác nhận. Rồi như vậy các bạn đã rút tiền thành công các bạn. Sau khi tốc cần này nó sẽ gửi về cho tất cả các bạn trong vòng 1 ngày đến 2 ngày các bạn. Sau khi nó xác nhận xong thì nó gửi tốc cần gai cho các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một lúc đăng ký cập nhật clip tiếp theo từ mình.